giới thiệu và sau đây sẽ là phần thi của thí sinh Kubi Minh Tụ Minh Cường. Quên cả cái tên con luôn. Rồi, mời thí sinh Minh Cường ra. Đây là thí sinh đặc biệt chưa đến tuổi nhi đồng mà là dưới nhi đồng. Nè, chấm này vào hông, hấp bụng vô, ngước mặt lên, cười. Thí sinh sẽ tham gia điệu nhảy gì ạ? Thí sinh Minh Cường nhảy điệu gì? Điệu gì con? Samba hay là cha cha? Cha cha. Cha cha. À, như vậy là âm nhạc sẽ phải đổi. Hình như lúc nãy thí sinh Minh Cường đăng ký điệu samba, bây giờ đổi sang cha cha. Xin mời bộ phận DJ để ý. Bài thi đã bị lộn ạ. Âm nhạc điệu cha cha bắt đầu vào dáng. Đứng ngoài dán cậu. Đợi tí DJ đang thử nhạc. Thí sinh đổi nhạc chúng tôi tìm không kịp. Nè, có bi lùi xuống cho ba hai bước ra. Dạ, chuẩn bị ạ. Hey. Hey. Six, seven, eight. One, two, three, four, five. Ai xin xe mặt thí sinh căng lên nào, gương xuống đấu vào tóc. Ai xin không cười nữa. Ai xin gương xuống đúng không ạ? Cho đúng tính chất điệu nhảy. 3, 4, 5, 6 gương xuống nào, chuẩn bị nhau nè. Ai ngồi xuống. Hai hai đúng rồi. Lấy tay ai xin lùi xuống ạ. Đang bị nhảy sổ vào đám giảm. Lùi xuống, đề nghị đi vào trong con. Bài này được gọi là bài diễu hành. Bài này thì chỉ có nhạc đếm mà không, chúng tôi chưa làm nhạc kịp. Bắt đầu. 5, 6 xe chống tay. 1, 2, 3 đề nghị thí sinh đi lại ạ. Đi lại lần nữa. Đi chưa nghiêm túc ạ. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 tay không. 5, 6, 7, 8 and 1. Thôi, thí sinh vẫn nhảy nhầm đề. Đi vào trong nhảy điệu dry. Đi vào trong ạ. Không chịu nổi luôn. Và sau đây sẽ là thí sinh Kubi 3 tuổi. Vỗ tay. Yeah. Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Yeah. Xin mong muốn là thí sinh nhảy điệu dry hay là thí sinh hát bài Bắc Kinh Thang? Trang hát Kinh Thang. Bắc Kinh Thang. Bây giờ thí sinh đổi từ nhảy sang hát. Thí sinh rất là tài năng. Bây giờ thí sinh sẽ bắt đầu hát nhé. Bắc Kinh Thang. Rồi, thế hát bài không?
Rồi, xong ba tiếp à? Nhảy. Dạ, vừa rồi là chưa tiêu hao năng lượng đủ nên là thí sinh sẽ tiếp tục tham gia phần dự thi điệu jai ạ. Chúng tôi không cho nghỉ xong ba nữa. Ban giám khảo tự quyết định. Bây giờ sẽ là lùi xuống jai. Lùi xuống 2 bước. Dạ, thí sinh đá chân ạ, đá chân, đá chân, đá chân. Đá lùi xuống, lùi xuống. Chào. Bây giờ sẽ học ép dẻo. Ngồi xuống ép dẻo, thí sinh thể hiện độ dẻo của mình ạ. Và sẽ chia một. Dạ đúng rồi. Dạ vâng. Có hai giám khán giả rất là nhiệt tình à. Đây là khán giả Anna. À, do là khán giả này thấy anh nhảy chưa hiểu được gì nên là khán giả này đi ngủ trước. Đợi ngày mai. Sạc chân nào, sạc chân, cầm lên, rồi phiêu, sạc chân nè. Phiêu tiếp à? Lắc nhặn chậm đúng rồi, phiêu theo nhạc. Chậm thôi. Chào, hết nhạc rồi con phải chào. Chào nè. Chào. Rồi đi vô trong, khi nào nhạc lên thì con ra lại. Đi vô trong. Núp vô. Rồi, mình cũng biết, đi. Tự phiêu nhạc đi ạ. Thì thí sinh đang phiêu bài rất là tốt và tự biên đạo của tác rất tốt. Đây là đang là Samba Brazil. Vừa rồi đội tuyển Brazil tôi nghe nói là không được vào vòng chung kết, cho nên là bây giờ thí sinh đang tái hiện lại hình tượng của những phụ công Brazil đang cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Brazil. Em thì xuất sắc dễ sợ luôn. Hài quá. Đang, thầy đang. Thí sinh đang thể hiện rất đúng âm nhạc của mình. Đã bắt đầu phiêu và cảm nhận nhạc tốt hơn rồi đấy ạ. Ít nhất là nhảy không bị sai nhạc giống như lúc nãy. Lắc mông đều nhạc ạ. Đúng rồi. Quay được nửa vòng rất tốt. Đá chân cao hơn 90 độ rất tốt. Đẩy ngược rất tốt. Mời cô Dung ra nhảy nào bây. Quý ơi, mời tiếp. Dung. Vừa nhảy vừa hát à vợ. Bamboleo. Cô Dung ra nhảy đi cô Dung ơi. Rồi, hết nhạc sao? Chào. Con chào khán giả đi. Rồi, bây giờ sẽ là phần nào, xin mời thí sinh Kumi ra nhận giải thưởng, chúng tôi sẽ đọc kết quả thi đấu. Dạ, đứng yên chờ, đứng chờ. Đó. Và chúng tôi xin được công bố kết quả. Thí sinh Kumi đạt giải. Thí sinh Kumi muốn đạt giải mấy? Mấy? Giải nhất hay giải nhì ạ? Thí sinh muốn đạt giải nhất hay nhì ạ? Không quan tâm. Và bây giờ sẽ là phần thưởng của thí sinh Kumi TV. Kumi đã thắng cua. Yeah. Và trao thưởng sẽ là mẹ Dung và em Anna.
và chúng ta có một khán giả có vẻ là hôn hôn và nào thì xin Kubi sẽ ra ôm em mình để nói lời cảm ơn. Tôi tên Kubi và tôi khi được giải này tôi rất là cảm ơn mẹ Dung và cũng rất là cảm ơn em Anna hôn cái. Một mẹ Dung cái nữa. Cảm ơn em. Thí sinh cho biết cảm tưởng là bây giờ thí sinh có muốn thi hát nữa không ạ? Thế thí sinh hơi mệt nên là tắc khẩu. Chào tạm biệt. Và bây giờ sẽ là hết phần thi, thí sinh chào tạm biệt đi ạ. Nói, thí sinh nói một lời nào. Thí sinh nói một lời tự giới thiệu bản thân mình. Xin chào các bạn. Đây con nhìn đây. Con tên là? Con tên là Kai. Con mấy tuổi? 3 tuổi. Con tuổi con gì? Con dê. Con dê ăn gì? Ăn cỏ. Ăn cỏ. Uống gì? Uống sữa. Ừ. Thế Kubi có em không? Có em Anna. À em tên là Anna hả? Là Anna đúng. Rồi. Thế rồi, ồ xong coi như phần giới thiệu đã xong. Và xin chào, bây giờ là phần trình diễn của Kubi đã hết. Xin hẹn gặp lại vào số tiếp theo. MC xuất sắc nhất chương trình. Không được nhận làm MC mà đây xin gọi là bình luận viên.